Nó là quan chức rồi, quan chức à? Hoặc là ban quản lý gì đó. Trẻ con nó biết đâu là Tử Cấm Thành. Đúng rồi. Nhưng mà khoảng 2-3 phút thì nhắc một lần thì gửi Zalo thoải mái. Thì nếu gửi Zalo cho mọi người nào. Anh hiểu anh là yêu quân chi sớm cho mình phép ra rồi đó. Nhìn những cái họa tiết hoa mọi người đi theo lối nha. Các đoàn vào đây với điểm danh. Em xin mời anh chị là vào trong này thì có mấy con được. Đây là mình qua cái thái hòa hôn Thằng Long Dung Dung ở bạn đi đường này này. Đấy. Ừ. Hòa thân với hai thằng lúc cũ hay đi đây hay đi để nhau đây. Bay lên hoài tráng kìa. Nhưng mà nó ở chỗ kia là chỗ khác, trường quay riêng. Trường quay riêng nó dự phục dựng 90% của Tử Cấm Thành. Đồng như cái canh, quốc tổng tùng một. Ừ. 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 Sao mình không đi đường của vua nhỉ? Tước ở đây chính là người Việt Nam chúng ta. À. Ông Nguyễn An. Ừ. Nguyễn An. Thời nhà Hồ bị bắt sang đây, nhân tài bị bắt sang nhà Minh. Chính viên mới này là ấy là mới đúng không? Và ông ấy là cái người kiến trúc sư, một trong những kiến trúc sư của Tử Cấm Thành này. Đây hai con sư tử mà đang nói là hai con sư tử to nhất đấy à? Ở Điện Thái Hòa cơ, hai con này ăn con. À. Đây, Nguyễn An cái hàng gạch nó đây. Máu đây nhiều lắm. Môn thì là Thái Hòa, hai bên là Chiêu Đức. Thì nó không có nào bị đốt được. Chỉ có Kim Loan Điện này này, cái đền Thái Hòa này ngày xưa là bị cháy này. Cháy thời nhà Minh. Thời nhà Thanh cũng bị cháy, nhưng nó lại chưa được. Đấy, vua Thiết Triều đấy. Chỗ Thiết Triều kia đây, đúng không? Nó đang tu sửa lại cái sân này, nhưng mọi lần này đi giữa sân này luôn này. Nhưng mà như thế này thì mọi người chụp ảnh lại đẹp này, chụp được thoáng này. Chứ mọi hôm là người lúc nhúc hết ở giữa sân. Đấy, lấy cái chụp được. Mọi lần là đi ở giữa mà. Mọi lần muốn đi ở giữa.
đứng đây chụp cái gì đây đấy ai cao cao quay đầu à chứ để thay đỏ sao chứ chân bút à là rất sâu ba lần đi 导游带着头人去讲解了。我们一个人都发现了，我们一个人都发现了。小姐的话，再往边上带带，带带那个女的，好吧？我刚才看，最起码是一个男的，是一个男的。哇，这个太少了。最后应该是个中国了。